Xin chào tất cả các bạn, mình là Thiếu Ăn TV và hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế một cái chiếc máy hút bụi mini và các bạn hãy cùng xem nhé. Và những thứ chúng ta cần có tiếp theo là không thể thiếu được những chiếc motor. Đó, những chiếc motor. Mình chỉ sử dụng loại này thôi, nó nhỏ thôi. Cái này thì sử dụng pin 2S là ok. Đừng có vượt qua 2S, vượt qua 2S là nó sẽ bốc khói luôn. Và tiếp theo là cái quạt. Cánh quạt này thì từ cái đợt mình chế động cơ phần lực cơ, làm cũng khá là mất thời gian luôn. Đó, lần này thì sẽ tận dụng nó biến nó thành một cái máy hút bụi. Đây, có sẵn cái đầu kẹp vào motor này, rất là tiện. Chuyển kẹp vào là ok luôn. Và nguồn nó thì mình sẽ sử dụng pin 2S thôi. Và 2S, hoặc là bạn có thể sử dụng adapter, các thứ cũng được. Và tiếp theo là hai cái chai, cái này thì mình sẽ sử dụng là cái phần vỏ cho nó. Tiếp theo thì mình sẽ đục cho nó những lỗ ở xung quanh này để tạo thành những cái rãnh thoát khí. Ok,
Ở đây thì mình có nối thêm một cái ống đây, và trong này thì mình cũng đúc thêm một cái ống ra hơn, để khi mà mình hút bụi vào ấy, thì nó xoắn lên, nó không thể ra được đầu này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ lắp lại. Ok, vậy là mình đã chế xong cái chiếc máy hút bụi này rồi. Các bạn nào muốn đẹp hơn thì có thể sơn vào, hoặc là để như này sẽ nhìn thấy những cái chất bẩn hút vào thì nó sẽ hút xuống đây. Đấy, và cái máy hút bụi này sử dụng hai bộ nguồn này, hai cục pin 2S, đúc túi quần và đi dọn dẹp khắp nhà thôi, khắp phòng thôi. Chứ cái này không có đủ công suất để dọn khắp nhà đâu. Nói chung là dọn được cái trên bàn của mình, hút được những cái chất bụi bẩn. Đó. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc. Và bây giờ thì mình phải đi dọn phòng đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thank you.